Vâng, sau đây tôi sẽ hướng dẫn nhanh các đồng chí chúng ta vào thay đổi thông tin cá nhân trên EnMAP để có thể cập nhật kịp thời lên cơ sở liệu ngành. Đầu tiên là chúng ta vào trang EnMAP với tài khoản mà đã được cấp. Nếu đồng chí nào quên thì chúng ta ấn vào quên mật khẩu. Sau đó thì nhập tên đăng nhập của mình cùng với số điện thoại mà các đồng chí dùng để nhận EnMAP. Sau đó chúng ta gõ mã xác thực, nhấn cấp lại mật khẩu. Thì mật khẩu sẽ được chuyển về số điện thoại và chúng ta sẽ đăng nhập vào sử dụng cái mật khẩu mà mới được gửi về để chúng ta đăng nhập. Vào đến đây thì ông chỉ ấn vào phần tên của mình, sau đó vào chi tiết hồ sơ, sau đó thì chúng ta cập nhật tất cả các thông tin, đầy đủ tất cả các thông tin, chỉnh sửa những thông tin bị sai. Sau đó thì chúng ta nhấn lưu thông tin lại là hoàn thành quá trình cập nhật thông tin. Chúc các đồng chí thực hiện tốt được cái nhiệm vụ này. Cảm ơn đồng chí.